Kính chào quý vị và các bạn. Những ngày này, Nghệ An là tâm lũ, nhưng với tốc độ chậm như hiện nay thì phải gần một tuần nữa nước lũ hạ lưu trên sông Cả tại Nam Đàn mới có thể rút hết. Mặc dù mưa đã giảm, nhưng mà hiện nay nhiều khu vực ở Nghệ An, mà cụ thể là ở các huyện như là Quỳnh Lưu, Đô Lương, Thanh Chương, Hưng Nguyên, Nam Đàn và một số nơi ở thành phố Vinh, tình trạng ngập lụt cục bộ vẫn đang còn tiếp diễn. Với khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, đêm nay và ngày mai vẫn còn có mưa rào và dông. Cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm và có nơi trên 70mm. Chuyển lên phía Bắc, thủ đô Hà Nội và Bắc Bộ lưu ý ngày có nắng nhẹ nhưng đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng phía Tây và Đông Bắc Bộ, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 33 độ và về đêm thì nhiệt độ sẽ chỉ còn 22 đến 25 độ, thời tiết khá mát mẻ. Theo dự báo, khoảng ngày từ mùng 8 đến mùng 9 tháng 10, miền Bắc sẽ chịu tác động của một đợt không khí lạnh và có thể gây mưa diện rộng ở Bắc Bộ. Sau đó, nền nhiệt sẽ giảm mạnh, vùng núi trời chuyển rét, vùng đồng bằng nhiệt độ sẽ xuống còn 20 đến 23 độ. Và trong phần tiếp theo là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm có mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ 25 đến 32 độ, độ ẩm 85 đến 95%. Khu vực trung du và vùng núi, đêm có mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ 23 đến 33 độ, độ ẩm 90 đến 95%. Khu vực thành phố Vinh, đêm có lúc có mưa, mưa rào và dông, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ 25 đến 32 độ, độ ẩm 90 đến 95%. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư, đêm có lúc có mưa, mưa rào và dông, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ 24 đến 30 độ, độ ẩm 85 đến 95%. Phần cuối là dự báo nhiệt độ các tỉnh thành trong cả nước. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.